Hello, xin chào mừng tất cả bạn đến với livestream của Hùng. Lâu lắm rồi Hùng không livestream, không biết ai còn nhớ mặt Hùng không ạ? Hãy cho Hùng thấy những người xem đầu tiên để Hùng có thể chào mọi người nào. Không biết là bây giờ lâu rồi mình không livestream như này, không biết là có ai xem không ạ? Hello, xin chào tất cả mọi người. Và ngày hôm nay thì bên Hùng vừa mới về rất là nhiều mẫu giày cầu lông Li Ning chính hãng, những mẫu mới nhất của năm 2022. Và trong livestream này Hùng sẽ giới thiệu đến mọi người những chương trình khuyến mãi, những mức giá ưu đãi cho những mẫu giày mới về này. Nhưng trước khi giới thiệu đến các mẫu giày thì Hùng xin phép là được chào tất cả mọi người nhá. Xin chào những người xem đầu tiên. Hello anh Lê Nam nhá, cảm ơn anh đã là người đầu tiên chào em. Vâng, đã 43 người xem rồi ạ. Hello, xin chào tất cả mọi người nhá. Ai xem đang xem được livestream này, mọi người hãy comment hai, người hãy comment hai thay cho từ hai tiếng Anh, chúng ta cùng chào nhau nào. Ok, xin chào anh Trần Sơn nhá. Hôm nay trong livestream này Hùng sẽ giới thiệu đến mọi người những mẫu giày cầu lông Li Ning chính hãng vừa mới về bên Hùng, những mẫu giày mới nhất của năm 2022 với mức giá ưu đãi tốt nhất cho mọi người. Và sau khi giới thiệu các mẫu giày xong thì Hùng sẽ tổ chức một cái mini game nho nhỏ với một số phần quà. Đấy, để coi như là cảm ơn mọi người đã theo dõi livestream của Hùng. Và bây giờ thì Hùng xin phép ngừng màn giới thiệu và bắt đầu chào mọi người nào. Ok, xin chào thằng em Lưu Hoàng Quân. Em chào anh Hùng, lâu lắm rồi không gặp anh. Ừ, lâu lắm rồi anh không gặp Quân nhá. Xin giới thiệu đến mọi người Lưu Hoàng Quân là bạn sinh viên năm nhất, là tay vợt trẻ tài năng nhất của cầu lông Hà Nội ở nội dung phong trào nha mọi người. Nếu nói về phong trào thì về lứa tuổi trẻ thì Lưu Hoàng Quân phải nói là tay vợt xuất sắc nhất của Hà Nội nha mọi người. Các giải đấu ở Hà Nội trong lứa tuổi của bạn ấy thì gần như bạn ấy nhất hết. Và bây giờ thậm chí là đánh các giải lớn với các đàn anh thì Lưu Hoàng Quân cũng vào rất sâu, không có thể là không được giải nhất nhưng cũng thường rất hay được giải. Đấy, anh rất ấn tượng, đặc biệt anh biết là Quân rất là đam mê cầu lông. Anh rất là yêu quý Quân. Đấy. Hello chị Mít Thu. Hello anh Vũ Đặng Tuân đánh độ thua miết, bán cho cái vợt đã qua cùng bái. Ok anh ơi, để mấy nữa tuyển thêm một pháp sư nữa về làm nhân viên anh ạ. Đấy, thêm nội dung cúng, thêm bộ môn cúng bái, bán vợt cho nó chạy. Hello anh Chip Còi nhá. Hello anh Hoàng Hiệp, Hùng xin phép dùng 5 phút đầu tiên để chào và tương tác với mọi người. Đấy. Anh em nào chưa bao giờ xem livestream của Hùng hay là chưa biết mặt Hùng thì hôm nay biết mặt Hùng rồi nha. Đấy, có thể là một số anh em mới xem livestream của Hùng, chỉ mới được nghe giọng Hùng thôi thì hôm nay được nhìn mặt tận mắt đây rồi nha. Giày đẹp, chất không em, đẹp và chất nha anh Khoa Đặng ơi. Toàn mẫu đẹp và chất nhưng mà nói chung là hàng ít với hơi lẻ size anh ạ. Có một số mẫu cũng hết rồi, thậm chí là có đôi hôm qua em vừa về mà hôm nay đã có những size đã hết rồi này. Em chào chị Đinh Thị Hồng Hạnh nha, một gương mặt rất là quen thuộc chuyên vào xem livestream của em. Hello Học Phạm nhá, cảm ơn em. Học Phạm là một khách hàng thân thiết của bên Hùng. Cảm ơn Học Phạm đã luôn ủng hộ shop của Hùng nhá. Hello anh Điện Năng Lượng Mặt Trời Tân Yên. Em cảm ơn anh đã gửi lời chào đến em ạ. Hùng xem ở đây có một số cái tên nước ngoài, không biết là có bạn nào nước ngoài không nhỉ? Quân mấy nữa, hình như anh thấy Quân hôm nay đăng cái ảnh là tham gia giải cái gì, giải gì nhỉ? Giải pháp luật gì ấy nhỉ? Giải cầu lông to nhất, giải cầu lông gọi là có cả giải cầu lông có thể nói là bán chuyên. Có cả Nguyễn Tiến Minh, Nguyễn Thùy Linh và các vận động viên hàng đầu Việt Nam đến giao lưu nữa. Ok, đúng, đang muốn thay giày. Ok, anh Thành Nam. Hello anh Nguyễn Văn Điệp nhá. Xin chào anh Nguyễn Văn Điệp. Anh Điệp đang chào tất cả mọi người này. Cho Hùng chào anh Điệp và thay mọi người chào anh Điệp nhá. Anh Điệp cũng là một khách hàng thân thiết của bên Hùng. Ừ, ok, Lưu Hoàng Quân giải thương hiệu và pháp luật đúng không em? Giải của bên Mizuno. Họ tài trợ. Hello thằng em Dương Hùng. Cũng là khách hàng thân thiết luôn. Nay nhiều khách hàng thân thiết vào xem quá. Đấy. Nghe bình luận nhiều hôm nay mới biết mặt. Đẹp trai. Cảm ơn chị Mỹ Thu. Khen như này thì cả livestream cười tít mắt rồi. Ok, em chào anh Trần Sơn nhá.
chào mọi người thêm vài phút nữa nào. Mọi người có ai muốn chào Hùng để Hùng chào lại nào? Chào nhau một lúc thì Hùng sẽ giới thiệu cho mọi người những mẫu giày tâm điểm của ngày hôm nay nha. Và Hùng cũng sẽ giới thiệu những mẫu giày nó nhanh gọn thôi. Hùng cũng không muốn dài dòng và sau đó sẽ là mini game tặng quà cho mọi người. Đấy, thì hôm nay rất nhiều món quà tặng để cho mọi người chơi mini game nha. Ok, xin chào Phạm Trắc Duy nhá. Cảm ơn em đã gửi lời chào đến anh. Hùng rất vui vì mọi người, rất cảm ơn mọi người đã gửi lời chào đến Hùng. Dạ em, anh cảm ơn Học Phạm nhá. Em chào anh Thanh Long Lê. Hello anh Thanh Long Lê. Anh Thanh Long Lê hôm trước có phải anh hôm trước anh giúp em nhờ bạn vé vào sân quay SEA Games đúng không anh nhỉ? Có nhiều Thanh Long Lê nhưng chắc là anh rồi đúng không ạ? Chắc là anh Thanh Long Lê lần trước giải SEA Games thì có giúp Hùng xin vé. Ok, em cảm ơn anh Thanh Long Lê nhá. Nhưng mà hôm đấy vẫn phải chui vào. Hôm đấy lấy được vé hơi muộn anh ạ, nên là không có góc quay đẹp, nên là cuối cùng vẫn phải lăn lê bò toài chui sang bên khán đài bên kia ngồi sát sân mới quay được. Em rất là cảm ơn anh đã nhờ bạn giúp em. Đấy. Ok, và bây giờ thì không còn ai còn chào Hùng nữa thì Hùng xin phép là ok, xin chào nốt anh Trần Đức Hùng nha, cùng tên luôn nha. Thì bây giờ Hùng xin phép giới thiệu với mọi người những mẫu giày cầu lông Linh Đình chính hãng vừa mới về của bên Hùng. Đúng rồi anh Thanh Long Lê ơi, tại vì em báo muộn thật, em cũng không nghĩ rằng là cái giải này nó làm ngặt như thế về mặt quay hay là khán đài ra vào các thứ. Chứ bình thường tất cả các giải khác thì em đều được tạo điều kiện hết, nhưng mà giải này giải quốc tế với cả nói chung là ban tổ chức họ cũng làm hơi ngặt và cả bên đài truyền hình các thứ họ cũng tác động nữa, kiểu mình cũng live stream cũng nói chung là thu hút bớt người xem của họ. Nó cũng không thích. Đấy. Thì bây giờ Hùng xin phép được giới thiệu các mẫu giày cầu lông Li Ninh chính hãng, và hôm nay sẽ có mức giá khuyến mãi rất là tốt cho mọi người nhá. Nếu anh em nào đang muốn mua giày cầu lông thì mọi người hãy Hùng để xa ra một chút. Anh em nào đang muốn mua giày cầu lông thì mọi người hãy cùng đến với những mẫu giày của ngày hôm nay. À, hoặc là nếu anh em không có nhu cầu thì có thể giúp Hùng chia sẻ, giới thiệu đến bạn bè của mọi người, những người mà đang có nhu cầu mua giày cầu lông để họ có thể mua được những đôi giày chính hãng này, chất lượng và đặc biệt là mức giá rất là phải chăng, có thể tiết kiệm rất là nhiều cho mọi người. Thì bây giờ là Hùng xin phép giới thiệu những mẫu giày, hai mẫu vừa mới về, hai mẫu mới nhất nhá. Dạ vâng anh, nó công nhận nó kiểu về bản quyền ấy. Đấy, thì mẫu giày đầu tiên Hùng giới thiệu đến mọi người là mẫu giày Li Ninh AITS 039 nhá. Mẫu hôm qua Hùng vừa mới đăng lại, hôm nay đã có size 43 đã đang bị hết hàng rồi này. Size 42 còn có 1-2 đôi đấy. Đấy, thì bây giờ Hùng xin phép giới thiệu mọi người mẫu giày Li Ninh AITS 039. Đây là một mẫu giày chuyên cho các mặt sân có độ ma sát, có độ mài mòn cao nha mọi người. Đấy, thì chúng ta sẽ cùng ngắm đôi giày một chút. Hùng cũng sẽ không muốn giới thiệu dài dòng lắm. Trước tiên về phần đế đi. Đế giày thì được thiết kế các rãnh cũng như các hình lục giác. Đấy, rất là giúp đôi giày bám nền, đi bám nền. Và đây, đôi giày nó làm hơi bè ra phần cạnh này. Ở đây giúp đôi giày trọng tâm giữ được trọng tâm rộng và thấp, giúp cho đôi giày, có nghĩa là đây nó có bè ra này, thì nó sẽ giúp cho chúng ta trụ chắc hơn, hay còn gọi đây chính là công nghệ chống lật. Nó giúp chúng ta bảo vệ cổ chân. Dạo này gầy thế anh ơi. Hello thằng em Ngô Xuân Tú nhá. Tí giới thiệu Ngô Xuân Tú đến mọi người sau, đang giới thiệu giày. Đấy, thì đôi giày này tuy là giày tầm trung, trên trung một chút, nhưng mà có công nghệ chống lật. Đấy, dòng đế này đi cũng rất an toàn cho chân, hạn chế việc tối đa việc lật của chân. Mặt đế thì là nó chính xác nó cũng là đế kép mọi người ạ.
chả qua là nó được phun sơn đồng màu thành màu đỏ như này thôi, chứ thực ra nó cũng là cao su kép nha mọi người. Đấy thì và mặt đế nó rất là dày này, thì nó giúp chống mài mòn rất là tốt. Và công nghệ đây non minh kinh này, thì nó cũng là công nghệ về chất liệu, nó kết hợp ngoài về kép nó còn kết hợp cả cái chất liệu đặc biệt để giúp cho đôi giày nó được bền hơn. Đấy, đôi giày rất là chắc chắn và hầm hố. Về công nghệ giảm chấn thì đôi giày nó sử dụng EVA nha mọi người. Đấy, EVA với đôi này, công nghệ EVA của đôi này nó rất là đàn hồi. Và lớp EVA nó cũng khá là dày dặn. Thì mới đầu mọi người đi về giày Li Ning, mới đầu mọi người đi thì nó sẽ không được êm lắm. Nhưng mà sau một thời gian mọi người đi khoảng 1-2 tuần ấy, thì càng ngày sẽ càng thấy đôi giày êm ra, không đảm bảo mọi người. Tiếp theo về chất liệu phía trên thì đôi giày này nó sử dụng chất liệu da. Đây, chất liệu da của nó cũng khá là xịn này. Đấy. Bên này, đây bên này có da bóng này. Đấy. Là túp tip, công nghệ túp tip. Bên trong thì nó có một lớp vải dệt thôi. Nhưng mà nó có một lớp da rất là dày dặn thì nó giúp chống mài mòn ở phần cạnh. Và khi mà chúng ta ma sát với mặt sân ấy, thì nó cũng sẽ đỡ bị ảnh hưởng đôi giày. Và nó cũng gia cố độ bền miếng da này, nó rất là dày dặn và chắc chắn, thì sẽ không sợ nó bị kiểu bị rách khi mà chúng ta phanh nhiều mọi người. Đấy, phần này cũng thế. Đây thêm một lớp da nữa, ngoài lớp da trong thì nó cũng để gia cố tăng độ bền, độ chắc chắn ở phần má cạnh đôi giày khi chúng ta chạy và phanh gấp chẳng hạn. Đấy, đôi giày được kết hợp với màu sắc màu tím than rất là nhã nhặn, kết hợp một chút màu đỏ thẫm nhé. Đây là đỏ thẫm, không phải đỏ sáng nhé mọi người. Có thể là Hùng quay lên video mọi người nhìn thấy nó hơi sáng, đỏ nó hơi sáng một chút, nhưng thực ra nó màu thẫm thẫm đấy mọi người ạ. Nó màu thẫm không phải màu đỏ tươi nhé. Hùng đang nhìn thấy trên video thì có vẻ nó hơi bị tươi này, nhưng thực tế nó màu đỏ thẫm nhé. Mọi người muốn biết màu chính xác thì có thể nhắn tin để Hùng gửi cái ảnh cho mọi người nhìn nó rất dễ hơn. Cái chất liệu phía trên thì cái lưới dệt của nó rất là mềm mại. Đấy, rất là mềm mại, thông thoáng. Về chất liệu vải dệt này thì nó sẽ đeo thông thoáng, nó không bị bí chân, và nó đeo vào chân nó cũng cảm giác là nó mềm mại, nó dễ chịu hơn là nếu mà nó làm bằng da mọi người. Đấy. Về phần gót thì nó cũng khá là dày dặn để bảo vệ gót của chúng ta. Đấy, ôm trọn phần gót của chúng ta. Đấy, thì đôi giày cũng giới thiệu cơ bản thế thôi. Đôi giày này thì anh em nào chân hơi bè cũng hoàn toàn có thể đi được nhá. Vì cái dòng đế này nó sẽ làm hơi kiểu bè ra và chống lật ở phần cạnh này. Đấy, đôi giày này cái form nó không quá ôm nên là mọi người không sợ. Đôi này thì giá gốc của nó là 399 nhân dân tệ, tương đương với khoảng 1.460.000. Đấy, thì giá bán thị trường hiện tại đang là 1.150.000. Giá ưu đãi của bên Hùng hiện tại thì đang là dưới 1.000.000. Đấy, anh em nào ưng kết thì phải nhắn tin Hùng ngay, bởi vì hàng về rất là ít. Hôm qua hôm nay thì Hùng cũng đã bán bớt đi rồi và bây giờ cũng không còn nhiều đâu. Thậm chí có những size như size 43 hiện tại đang hết hàng. Mấy nữa bên hãng về thêm thì may ra mới nhập thêm được này. 43 đang bị hết hàng này. Đấy, các size khác thì vẫn còn, nhưng mà còn mỗi size cũng chỉ có một vài đôi thôi. Đôi giày đây trông rất là đơn giản, đẹp. Đấy, vừa giản dị nhưng mà cũng một phần chút cá tính, vì về cái việc kết hợp màu sắc, một chút màu đỏ, một chút màu sáng và đây màu xanh dương nữa. Trông đôi này Hùng cũng thấy rất là đẹp và rất là ưng. Đấy, đang khuyến mãi giá rất là tốt cho mọi người. Mẫu vừa mới ra mà Hùng đã có thể đưa ra mức giá khuyến mãi cho mọi người rồi. Tuy nhiên thì hàng nó không nhiều ạ. Đấy, thế là mẫu giày đầu tiên. Tiếp theo nữa thì giới thiệu mọi người mẫu này này, AITS043. Đây là một mẫu giày có thể gọi là tầm cao. Mẫu giày này có giá gốc là 499 nhân dân tệ, tương đương với khoảng 1.750.000, gần 1.800.000. Đấy, thì đây đôi giày của chúng ta đây. Đôi giày này thực ra nó chính xác nó cũng vẫn là đôi AITR011 của năm 2021 thôi. Và mẫu này bên Hùng năm trước bán quá chạy luôn, về bao nhiêu hết bấy nhiêu. Và năm nay thì hãng Li Ning nó tái sản xuất mẫu này, bởi vì là mẫu này bán quá chạy nên là người ta sản xuất thêm. Và mã của đôi giày này nó không còn là
AITR011 nữa mà nó đã đổi thành AITS043 nha mọi người. Thực ra nó vẫn là đôi đấy đấy, nó chả khác gì, Hùng đã so sánh rồi. Đấy thì đôi giày này với đôi giày trước thì khối lượng nó trung bình, còn với đôi giày này thì nó là dòng light TD, tức là dòng giày nhẹ, thì đôi này nó sẽ khá là nhẹ nhàng, đeo sẽ rất là nhẹ nhàng. Về mặt đế đây, mặt đế cũng là cao su, công nghệ cao su được phun đồng màu thôi, và vẫn là non-making. Đây, non-making vẫn là chất liệu để chống mài mòn. Đôi này thì đi được cả sân bê tông và sân thảm, nhưng nói chung là giày tầm trên triệu mà đi sân bê tông thì nói chung là cũng hơi sót, tùy tài chính của anh em. Đấy, thì mặt đế được thiết kế các hình và các rãnh để giúp bám nền. Ngoài ra thì nó có công nghệ ổn định mặt đế và hấp thụ lực, công nghệ đây Probalock, bộ nhựa ở đây và phần tâm này, nó kết nối phần gót giày và phần trên giày, tạo độ đàn hồi và độ ổn định khi mà chúng ta tiếp đất. Đấy, nó sẽ giúp hấp thụ lực một phần khi chúng ta tiếp đất, nó tạo độ cong ở trên tấm các Probalock này này, tấm nhựa này, và độ đàn hồi khi mà chúng ta bật, hỗ trợ một phần về độ bật nữa. Về chất liệu giảm chấn của đôi giày này thì nó sử dụng chất liệu Lining Cloud, đây là một chất liệu giảm chấn hàng đầu của hãng Li-Ning, chỉ được áp dụng cho những đôi giày tầm cao và tầm cao cấp. Và lớp Cloud của đôi giày này cũng rất là dày dặn nên nó giúp cho đôi giày đi khá là êm. Đấy, công nghệ Lining Cloud này cũng đã có video test mà thả trứng rơi từ trên cao xuống nó cũng không bị vỡ quả trứng. Mọi người biết là công nghệ này nó có khả năng hấp thụ lực rất là tốt đúng không ạ? Đấy, và độ đàn hồi cũng rất là cao. Có nghĩa là nó sẽ có chu trình chuyển hóa năng lượng, biến từ cái lực mà rơi từ trên cao xuống trở thành, đấy, có nghĩa là nó là chu trình chuyển hóa năng lượng từ lực rơi thành lực bật, nên đi cảm giác nó rất là khá là nảy chân mọi người. Và mọi người đi một thời gian thì đế nó càng mềm ra, đi càng êm nha. Giày Li-Ning mới đầu đi không êm lắm đâu ạ. Tiếp theo này, về phần chất liệu trên thì nó là lưới dệt. Nó là lưới dệt kết hợp với da. Đấy, kết hợp với da. Da màu trắng xám ép bên trên. Và ngoài ra thì nó còn có một lớp, cũng là một lớp nhựa ở phần cạnh này. Đây cũng là công nghệ túp tiếp. Công nghệ túp tiếp của cái này xịn hơn, nó thêm một lớp nhựa ở trên lớp da và lớp lưới, tức là ba lớp. Thì đây nó giúp cho chúng ta bảo vệ đôi giày khi mà chúng ta dê cạnh giày khi di chuyển. Đấy, khá là xịn. Đấy, đôi giày này cũng chống lật cổ chân rất là tốt, đi rất là an toàn cho mọi người. Đấy, đây là dòng chữ LNBMT viết tắt của Li-Ning Badminton, tức là giày cầu lông đấy ạ. Đây chính là bản rút gọn của đôi giày mà Watanabe hay là Ginting hay là thậm chí là Lo Kinju tay vợt vô địch thế giới năm 2021 ấy. Cả ba tay vợt đấy đều đi bản full của đôi giày này. Đây là đôi giày bản rút gọn của đôi giày đó nhé mọi người. Đấy, đây rất là ngon, và năm trước thì bên Hùng cứ về bao nhiêu là hết, bán rất chạy. Màu sắc thì nó rất là đơn giản, trông rất đơn giản nhã nhặn, nhưng mà kết hợp mặc đồ cầu lông vào thì nó rất là đẹp. Đây mọi người nhé, với đôi giày này thì nó cũng không kỵ form chân lắm đâu ạ. Anh em chân hơi bè vẫn có thể đi được nha. Đấy, đôi giày rất là đẹp và đơn giản nhã nhặn. Đấy thì giá gốc nó là 1.750.000, 499 tệ cơ mà mọi người. Bên Trung Quốc nó giá nó cao lắm. Đợt này bên Trung Quốc cũng không dám xách tay luôn. Đây là hàng chính hãng nhập khẩu chính ngạch nha. Đợt này bên Trung Quốc nó thị trường nó kiểu gì ấy. Bây giờ săn hàng sale gần như không có. Mùa Việt Nam mà Hùng kiểu nhập khẩu quốc tế, nhập khẩu chính ngạch về xong mình nhập qua bên hãng ấy, thì nó còn rẻ hơn bên Trung Quốc nhiều. Thậm chí là giá Hùng mà xách tay bên Trung Quốc chưa tính lãi, nó còn cao hơn giá hiện tại Hùng bán ra cho mọi người luôn. Đấy, thì đôi này giá thị trường chung nó là 1.300.000 thì phải. 1.300.000 hay 1.350.000 hay 1.300.000. Thì bên Hùng cũng đang khuyến mãi nói chung là giá hơn 1.000.000 một chút thôi. Đấy, mức giá rất là tốt và số lượng hàng về cũng không nhiều. Nên là nếu mà mọi người kết em nói thì nhắn tin Hùng ngay nhé. Mẫu này hàng vừa về cái Hùng nhập, Hùng cố gắng Hùng ôm. Có bao tiền, có bao nhiêu đôi Hùng phải cố gắng Hùng ôm lấy hết đấy mọi người ạ.
vì mẫu này bán rất là chạy và rất là hot, đặc biệt mức giá nó cũng rất là tốt, tầm giá đấy thì cũng ít đôi có thể địch lại đôi này từ xưa nay Hùng bán, về độ bán chạy cũng như là về độ ngon của đôi giày đấy. Rất là ngon luôn ấy. Đấy, năm trước Hùng bán mẫu này cực kỳ chạy nhá, thậm chí có những khách mà mua rồi bây giờ lại tiếp hỏi mua tiếp được nhỉ? Rất đơn giản nhé nhá. Có vẻ Hùng thấy có vẻ là Hùng giới thiệu nó hơi lâu rồi mọi người nhỉ, thì con này giới thiệu nhanh hơn, còn mấy mẫu giày nữa tiếp theo giới thiệu mọi người mẫu giày mẫu này giới thiệu rồi này, giới thiệu mọi người mẫu giày này cũng rất là hot được vừa rồi bên Hùng về, nhưng hiện tại thì cũng chỉ còn mỗi size 42 và size 43 thôi, 43 còn đúng một đôi và 42 cũng chỉ còn đúng ba đôi thôi. Đây 42 tại vì cái hôm trước nó hết sạch size mà size 42 bên hãng họ vẫn còn nên là Hùng ôm lấy gần chục đôi cơ. Đấy AITS012 nhá. Đây cũng là một mẫu giày tầm cao. Với giá gốc cũng là 499 nhân dân tệ. Và đây cũng rất là ưng cái đôi này luôn. Đây ạ. Đôi giày màu đỏ. Đấy, mặt đế thì nó cũng thiết kế trông cũng nói chung là nó cũng khá là tương tự với đôi 043 vàng trắng vừa rồi. Đấy, mặt đế vẫn là non-making, vẫn là non-making, vẫn là cao su đồng màu, chống mài mòn. Thì đôi này cũng đi cả sân thảm và sân bê tông. Đấy, thì mọi người cùng ngắm với đôi giày rất là đẹp. Đôi giày này thì nó cũng sử dụng cái công nghệ giảm chấn, nó là cũng là Lightning Cloud thôi nha mọi người. Đấy, vẫn là Lightning Cloud, giống đôi 043 kia. Rất là êm và lớp giảm chấn cũng rất là dày. Đấy, và công nghệ chống lật. Đây, gờ chống lật ở bên cạnh đây. Hơi bè ở bên cạnh này ra này. Đấy, thì cũng giúp bảo vệ chúng ta khỏi bị lật cổ chân. Về chất liệu phía trên thì đôi giày này sử dụng phần lớn là chất liệu da. Nhưng mà chất liệu da rất xịn và rất là mềm. Ngoài ra thì nó có ép nhiệt. Biểu tượng Li-Ning đây trông rất là nổi bật. Ở điểm này, điểm nhấn này. Các lỗ thông thoáng khí đây nha mọi người. Đấy. Ngoài ra thì ở phần mặt này thì nó chính cũng vẫn là công nghệ tube tip. Thì nó được thay bằng bên kia thì là miếng nhựa, còn cái này sẽ là một lớp cao su non. Thì khi chúng ta di chuyển và chúng ta không may mài cái cạnh giày này thì nó sẽ bảo vệ được đôi giày. Đấy. Đôi giày này thì form nó sẽ hơi ôm hơn so với đôi 043 vàng trắng vừa rồi. Tuy nhiên thì nói chung là chân có hơi bè một chút thì vẫn đi được. Nhưng mà chân bè quá thì không đi được nha mọi người. Hơi bè chút thì đi được. Đấy. Đôi màu đỏ và kết hợp với màu hơi đỏ nâu, màu hơi trầm xuống. Trông rất là đẹp. Đấy, miếng gót cũng, miếng nhựa gót trông cũng rất là xịn. Đấy. Đẹp không mọi người? Đôi giày này thì giá gốc của nó 499 tệ, cũng tương đương với khoảng 1.750 đến 1.800.000 tùy tỷ giá mình nhân lên. Thì giá bán thị trường chung của nó bây giờ hình như là 1.350 sao nhỉ? Cao hơn 1.500.000 hay sao ấy. Đấy thì bên Hùng cũng chỉ có giá, Hùng cũng không nhớ giá lắm nhưng mà giá rất ưu đãi. Hình như là 1.200.000 bao nhiêu hay là 1.200.000 bao nhiêu ấy. Đấy, thì giá này đang giá chung thì nó đang là 1.500.000. Đấy thì bên Hùng cũng chỉ 1.200.000 hay 1.220.000 gì đấy. Với cả tiền ship nữa. Nói chung là giá Hùng báo từ nãy giờ là đều không có phí ship cho mọi người. Đấy. Rất là đẹp. Đôi này thì chỉ còn size 42 và 43 thôi mọi người nhá. Các size khác cháy hàng không còn luôn ạ. Và giới thiệu đến mọi người đây. Một mẫu giày tầm trung cho nền sân bê tông. Mẫu giày này là mẫu giày rẻ nhất của ngày hôm nay. Tuy nhiên thì cũng chỉ còn lẻ size thôi, mỗi size chỉ còn 1-2 đôi. AITS024 cũng là mẫu mới thôi, đợt vừa rồi Hùng về mẫu mới, về mẫu nào cũng gần như là cũng hết hàng rồi. Đấy vì hàng về cũng không quá nhiều nên là đa phần khách quen nhắn tin thì Hùng cũng chủ yếu bán cho khách quen thôi. Như khách lạ Hùng cũng chưa kịp đăng bán cho khách lạ thì cũng đã bị hết hàng rồi. Đợt này mới về bổ sung. Đây giày màu xanh dương với chất liệu da bóng nha mọi người. Đế thì đế cao su kép, vẫn là công nghệ non-making, chống mài mòn.
Về đôi giày này thì đặc điểm đầu tiên Hùng cầm lên là Hùng thấy nó khá là nhẹ nhàng. Tuy nhiên Hùng thấy cái đế của đôi giày này nó sẽ mỏng hơn với cả đôi cầy sơn bê tông là đôi 039, đôi đầu tiên mà Hùng giới thiệu. Thì đôi này đế có phần nó mỏng hơn một chút. Và Hùng cảm giác là phần chất liệu giảm trấn thì nó không đàn hồi, nghĩa là độ nảy của nó không bằng đôi đầu tiên. Đấy. Tuy nhiên ngược lại thì nó có một đặc điểm là nó nhẹ hơn. Nó nhẹ hơn. Về phần chất liệu cũng như phần giảm trấn này Hùng thấy rằng nó nhẹ hơn. Đôi giày mặt đế như này thì mọi người cũng, mặt đế này cũng là để thiết kế cho sân bê tông cho mọi người. Dĩ nhiên sân bê tông chơi được thì các mặt sân khác cũng chơi được. Đôi này thì giá gốc của nó là 339 tệ. 339 tệ thì chắc nó có rơi khoảng đâu đó 1.3 triệu gì đấy, khoảng 1.320 gì đấy chứ phải. Đấy, 339 mà tỷ giá nó khoảng 3.600-3.700. Đấy thì nhân lên thì nó khoảng 1.3 triệu giá gốc. Thì và giá bán chung thị trường hiện tại thì đang là 1 triệu. Giá bán thị trường, giá bán theo hãng là 1050 nha mọi người. Giá bán chung là 1050 thì bên Hùng khuyến mãi nó chỉ hơn 800.000 thôi. Đấy, hơn 800.000 thôi. Đấy thì đây là mẫu rẻ nhất của bên Hùng. Chất liệu da bóng cũng rất là xịn, mọi người không phải lo nó bị nổ da hay rộp da nha mọi người. Bảo hành giày bên Hùng thì đều bảo hành 1 tháng hết. Đấy, chất liệu da bóng này thì chúng ta lau chùi rất dễ dàng. Chỗ này thì nó làm lưới giúp thông thoáng khí này. Mã tên đôi giày là LT01. LT01 Training. Đấy, đôi giày này đeo ở chân mọi người sẽ cảm giác là nó khá là nhẹ nhàng. Đấy, khá là nhẹ. Độ êm thì trung bình. Đấy, mặt đế thì cũng tương đối là dày dặn, giúp chúng ta có thể chơi được ở các nền sân có độ ma sát cao. Chất liệu da bóng. Đấy. Hùng cũng rất hiếm khi gặp Lining họ làm giày bằng chất liệu da bóng, lâu lâu mới gặp một đôi, đôi này đấy. Đôi giày trông cũng rất đơn giản và đẹp đúng không mọi người? Chỉ hơn 800.000 thôi nha, mức giá quá ưu đãi luôn ạ. Đôi này cũng lẻ sai thôi mọi người ạ. Mọi người thích thì mọi người nhắn tin cho Hùng, Hùng báo. Còn sai nào thì Hùng báo sai đấy cho mọi người. Đấy. Hello mọi người. Bây giờ định giới thiệu đến mọi người thêm thôi. Tiện giới thiệu luôn mọi người thêm mấy mẫu này để cho mọi người thêm lựa chọn. Gọi là có đủ các lựa chọn. Ba đôi giày này thì nó cùng một mã anh khác màu thì Hùng sẽ giới thiệu đến mọi người đôi mã AITR021 nha. Đây là mẫu giày cao cấp và đắt nhất của buổi ngày hôm nay. Là giá gốc là 599 nhân dân tệ, tương đương với khoảng 2.050.000. Thị trường Việt Nam hiện tại đang bán nó rơi vào 1.550.000. Đấy, mức giá 1.550.000. Đây, đôi giày của chúng ta đây. Đôi giày này thì Hùng cũng mới lấy đi trước khi SEA Games. Nhưng mà sau SEA Games thì Hùng một tuần Hùng gọi là Hùng quần nát cái sân nhà thi đấu tỉnh Bắc Giang. Thì giày của Hùng nó bị dính đất, bị bẩn. Phần màu trắng này nó bị vàng vàng đó mọi người. Đấy, thì nói chung là đi màu trắng thì mình phải giữ được. Nếu Hùng cứ chạy đi chạy lại lê lết ở sân như là tính ra hôm đấy mình không nên lấy đôi giày này đi trước SEA Games, sau SEA Games đi thì có phải ngon không? Bây giờ thấy hối hận quá anh em. Đôi giày rất là đẹp, rất là ngon. Đặc điểm của đôi giày này thì thứ nhất là nó rất là nhẹ. Rất là nhẹ. Thứ hai là đây công nghệ đế, công nghệ giảm trấn của nó cũng là Lining Cloud. Đây, lớp Cloud cũng rất là dày dặn như mọi người. Từ phần trên đến phần dưới. Đấy, công nghệ Lining Cloud, độ đàn hồi rất là cao, rất là êm. Đấy. Ngoài ra đây miếng nhựa và cả đây nữa là công nghệ Probalox giúp ổn định mặt đế, chống xoắn theo các chiều, giúp hỗ trợ cho cả việc hấp thụ lực khi mà chúng ta tiếp đất cũng như là hỗ trợ lực bật cho khi chúng ta bật lên. Đấy. Mặt đế thì thiết kế các rãnh, cái thứ vẫn là để cho nó bám nền thôi.
Đấy, mặt đế thì cũng khá là dày dặn, cũng có thể chơi cả sân thảm và sân bê tông, nhưng vẫn là ưu tiên sân thảm hơn, bởi vì một mẫu giày ngon và hơi đắt tiền như thế này thì chơi sân bê tông sẽ khá là sót. Đôi giày này thì nó khá là ôm chân, và phần mu ở phía trên này thì nó cũng không được cao lắm. Đại loại là những anh em nào mà chân bè, hoặc là những anh em mu bàn chân, chiều cao bàn chân thì mu bàn chân dày, bàn chân mập ấy, thì đôi đi đôi này sẽ không được. Nhưng mà nếu mà anh em nào form chân bình thường, form chân gọn ấy, thì đi đôi này ôm chân rất là sướng. Đấy. Phần gót nó được thiết kế vuốt lên như này trông khá là bắt mắt. Đấy. Phần gót thì nó cũng rất là dày dặn, giúp bảo vệ gót cho chúng ta. Đấy. Phần trên thì nó kết hợp rất là thời trang, một nửa trắng một nửa đen. Mình cũng rất là thích trông nó, phong cách của cái mẫu này nó rất là trẻ trung. Đây nó kết hợp phần bên này thì nó là da, bên này nó cũng là da lì màu trắng này, công nghệ túp típ là bảo vệ mặt má dày. Đây phần da đây là đều là da lì hết. Phần này thì nó là lưới dệt, nó là lưới, lưới này thì giúp thông thoáng cũng như giúp giảm trọng lượng của đôi giày, và đeo vào chân nó cũng dễ chịu nha mọi người. Đấy, lưới đây, đôi giày đắt nhất của buổi ngày hôm nay, trông rất đẹp, rất thời trang. Thì đôi này giá gốc nó là 599 tệ, khoảng hơn 2 triệu 2 triệu mốt, thì giá thị trường đang là 1550, còn bên Hùng bán thì Hùng đang có mức giá khuyến mãi, cái màu này thì sẽ có mức giá là 1180 cho mọi người nhé, phí ship 40.000 nữa, quà tặng thì có 2 quần cán vợt. Đấy, ngoài đôi này ra thì 2 màu còn lại của nó sẽ có mức giá khuyến mãi sâu hơn, bởi vì Hùng đã săn được một chương trình khuyến mãi. Dù sao thì cái màu này nó bán chạy ấy, nên là bên hãng họ khuyến mãi ít, còn 2 màu còn lại đây. Một màu là màu trắng bạch mã hoàng tử, anh em nào nếu mà giữ được, gọi là giữ được giày ấy mà không bị bẩn ấy, thì đi màu trắng này lên chân rất là đẹp. Hôm trước, à đúng rồi, quên nói mọi người, hôm trước SEA Games các vận động viên SEA Games đi 2 mẫu giày này rất là nhiều nha, 2 màu này mọi người. Màu này Hùng thấy có 3 vận động viên đi luôn, màu này thì Hùng thấy 1 vận động viên đi này. SEA Games nha, vừa rồi nha mọi người, vận động viên của Singapore với cả Indo nha mọi người. Hùng nhớ là có 2 nước đi, hình như là Indo và Singapore thì phải, hay là Thái Lan nhỉ, hình như là Indo và Singapore họ có đi giày Li-Ning. Đấy. Và chính xác là 2 mẫu giày này luôn ấy. Đấy thì màu trắng này có một tay vợt đi, còn màu trắng đen kia thì có một tay vợt nữ đi và 2 tay vợt nam đi. Hùng rất là để ý vì Hùng bán giày mà. Đấy thì màu trắng, cái đôi này gần như màu trắng hết, mặt đế thì nó được sơn màu xanh. Đấy, màu xanh phần này cũng màu xanh này, vẫn là đôi vừa rồi nên Hùng không giới thiệu lại nhá. Đôi này rất là nhẹ và êm, đây cũng là chống lật đây, bè ra này, bè ra phần cạnh này, nó phần cạnh này bè nhưng phía trên này nó vẫn ôm, nên là anh em chân bè không đi được và chân dày mu cũng không đi được. Đôi giày này Hùng thấy rất đẹp và bán rất tự tin. Có, tuy nhiên có một điều mà Hùng thấy hơi chùn một chút, đấy là vì cái form giày này nó hơi kỵ chân. Đấy, giày này nó lại hơi bị kỵ chân, nên là có một số khách hàng phải đổi sai. Đấy, màu này thì rẻ hơn 100.000 nha mọi người. Đấy, bên Hùng săn được mức giá tốt, khuyến mãi chỉ có 1080 thôi, thêm 40.000 ship chỉ có 1120 thôi. Giá gốc của nó tận 2.050.000, 2.1 triệu cơ. Giá bán thị trường chung thì cũng là 1550. Nói chung đây cũng là mức giá tốt nhất mà Hùng có thể gửi đến mọi người rồi. Và mẫu giày này thì Hùng cũng chỉ bán nốt đợt này là hết, cũng không thể nhập được nữa, cũng không có mức giá như này cho mọi người nữa đâu ạ. Đấy thì nó có màu trắng nhỉ. Thì ngoài ra thì một số các anh gọi là những cái màu trẻ như này thì có thể là các anh tầm trung trung tuổi thì không hợp, nhưng mà sẽ có màu này thì có thể các anh tầm tuổi nhiều tuổi hơn thì Hùng nghĩ là sẽ là hợp. Hùng nghĩ thế. Đây, màu còn lại thì nó là màu đỏ, nó đỏ hơi tươi.
Nhưng cái màu nó lên livestream nó Hùng thấy nó hơi bị đỏ quá. Nhưng màu thực tế của nó thì nó cũng không đến mức đỏ như thế này. Đây cũng vẫn là mẫu đấy, màu đỏ 100% đỏ luôn. Kỵ những anh em chân bè ngang và anh em chân mu dày nhá. Còn nếu mà anh em mu bàn chân dày thì đeo đến phần này nó sẽ hơi bị kích ở phần trên này này. Đấy. Bởi vì cái lưỡi gà này nó kiểu nó may liền luôn. Còn nó không may rời đây, nó may liền. Liền luôn mọi người ạ. Nó may liền vào trong luôn. Đôi giày này đi nói chung là đi sướng, cũng đẹp nữa, không phải nói là đôi này cũng rất là thiết kế, rất là bắt mắt, rất là đẹp và đi cũng rất là sướng, tuy nhiên nó hơi kỵ những em chân đấy. Chân bè. Đôi này thì khuyến mãi giá gốc 599 tệ 2,1 triệu, giá thị trường chung 1,550, bên Hùng khuyến mãi chỉ 1,080 thôi. Thực ra Hùng cũng không muốn nói giá ở đây nhưng mà thôi tại vì cũng bán sắp hết rồi. Bên vừa cũng đợt cũng săn được ít khuyến mãi của bên hãng nên mới bán được mức giá này cho mọi người. Đấy, cái màu đen trắng này thì đắt hơn 100.000 này. Đấy, còn màu trắng và màu đỏ này. Màu trắng và màu đỏ này thì rẻ hơn 100, chỉ có 1,080 thôi, ship 40 nữa. Tuy nhiên thì nói chung là lẻ size mọi người, không phải là size gì cũng có đâu nên là anh em kết màu nào thì cứ nhắn, nếu mà có thì Hùng sẽ báo có, còn hết thì anh em có thể cân nhắc đổi sang màu khác. Nói chung hàng đợt này nó về nhá, Hùng cảm giác là bán nó rất là chạy nhưng mà hàng về cũng không được nhiều mọi người. Cảm giác có nghĩa là cứ về vài hôm một tuần là hết bố hàng rồi. Nên chỉ còn lẻ sai này. Em cần mua giày thì nhắn tin cho Hùng nhá. Cái này bị bụi lau đi là được. Đấy, cảm ơn mọi người và hôm nay Hùng cũng chỉ giới thiệu đến đấy thôi. Còn nếu mà mọi người thích chơi live stream không nào, giờ cũng muộn rồi, để Hùng xem mấy giờ rồi. Bây giờ cũng hơn 10 giờ nhưng mà nói chung cũng chưa muộn mấy. Có ai thích chơi live stream thì Hùng sẽ tổ chức một cái mini game nhỏ nhỏ cho mọi người chơi nào. Có ai muốn chơi mini comment chữ chơi xem nào. Comment chơi mini game nào, mọi người comment là chơi mini game nào. Để nói chung là mọi người muốn chơi thì mọi người comment chơi mini game và giúp Hùng chia sẻ live stream nha. Bao giờ được 50 người thì chơi. Chứ có 20 người là ít quá. Ok, em cảm ơn anh Long Ca rất nhiều. Mọi người chơi mini game nhá. Rồi trước tiên giới thiệu một số phần quà cho anh em phấn khởi rồi chúng ta cùng vào chơi mini game và rất là mong mọi người giúp Hùng chia sẻ live stream nhá. Mọi người chia sẻ live stream để lên 50 người nào. Ok, phần quà ngày hôm nay thì sẽ là quà tặng đầu tiên của ngày hôm nay. Sẽ là một hộp 20 chiếc cuốn cán chống trơn đặc trị mồ hôi tay trơn tuột vợt. Đây là một loại cuốn cán đặc biệt, một loại cuốn cán độc. Độc nhất chỉ bên Hùng mới có, nó không có thương hiệu gì hết nhưng mà rất là thích hợp cho anh em bị mồ hôi tay trơn tuột vợt. Bản thân Hùng thì cũng chỉ dùng được hai loại, một là Zunex xịn, hai là cái loại này. Không thương hiệu nha mọi người nhìn băng dính không thấy có chữ gì nhá. Không phải hàng nhái thương hiệu gì hết. Đấy. Cái loại này thì rất phù hợp cho anh em hay bị trơn tuột vợt ra mồ hôi tay. Thì sẽ và nó cũng chỉ có hai màu thôi. Hai màu là màu vàng và màu xanh dương. Thì quà tặng đầu tiên nó sẽ là một hộp 20 chiếc cuốn cán này. Đấy. Mọi người nếu không thích cuốn cán này thì mọi người ok, cảm ơn anh Chip còi chơi thôi. Thì phần quà tiếp theo sẽ là hai đôi tất Lining, loại dày, loại hơi dày không quá dày. Nói chung là đeo tầm tất này là thấy sướng nhất, cổ lửng. Đấy. Hai đôi tất Lining đen và xanh. Đen trắng và xanh trắng. Trị giá 100.000. Đấy, phần quà thứ hai nhá. Mọi người có thể chọn một trong những phần quà mọi người muốn. Phần quà thứ 3 sẽ là một đôi bó bắp chân cao cấp. Đây, đôi bó bắp chân giúp chống căng cơ và chuột rút, cũng như là giúp tăng tốc độ di chuyển nhé.
Sản phẩm này được các tay vợt phong trào và chuyên nghiệp rất thích sử dụng này. Đây, bó bắp chân. Đấy. Chất liệu rất là xịn, có độ đàn hồi tốt, chống rão tốt. Và đây, ủng lộ ngọc trong đấy mọi người. Đây, nó chỉ ở một bên chân. Đấy, rất là xịn. Cái này nó ít bị sờn, nó rất khó bị sờn chỉ khi chúng ta bị móc vào cái gì đấy. Và nó rất gần như là không bị rão. Hùng dùng hơn một năm nay rồi, vẫn ngon, không bị rão. Và ở phần phía trên này nó có các hạt silicone, các hạt silicone màu đen thì nó giúp bám vào phần trên, giúp chống trượt đấy mọi người. Thì một đôi bó bắp chân này nó là 100 bó bắp chân cao cấp là 180, trị giá 180.000 nha mọi người. Đấy, tùy mọi người thích món quà gì thì tí nữa chơi mini game mọi người có quyền được lựa chọn món quà cho mình sao cho phù hợp. Hùng giới thiệu nhiều món quà bởi vì không biết mọi người thích cái gì nên cho mọi người nhiều lựa chọn. Tiếp theo nữa là một đôi bó khỉu tay trị giá 120.000. Một đôi bó khỉu tay đến từ thương hiệu Outline, bó bắp kia cũng là đến từ Outline. Đây thì bó khỉu, đây chất liệu của cái bó khỉu này cũng gần tương tự với bó bắp cao cấp vừa rồi. Chất liệu rất là lì, khó bị rão, đàn hồi tốt, khó bị rão và cũng không bị sờn. Và phía trong nó cũng có một, đây, lộn cho mọi người xem. Hàng rất là xịn nhá. Outline là thương hiệu về thiết bị bảo vệ nổi tiếng thế giới luôn đấy mọi người. Đấy, mức giá nó rất là bình dân mà chất lượng lại rất là tốt. Đây, chất liệu phía trong này, khá là xịn này. Và cũng là công nghệ silicone này, hai đường silicone chạy cho song song này. Đấy, giúp chống trượt. Rồi, tiếp theo món quà thứ ba, đây là sản phẩm có thể nói là thiết bị bảo vệ bán chạy nhất của bên shop Hùng luôn. Đây là một chiếc bó gối ba đai cao cấp, hỗ trợ rất nhiều cho anh em chơi thể thao, các môn thể thao liên quan đến chạy. Hùng thì hôm nào đánh cầu Hùng cũng đeo cái này hết. Đấy, đây, bó gối ba đai. Loại này bó rất là chắc chắn cũng như trợ lực rất nhiều cho đầu gối của chúng ta. Rất thích hợp cho các môn thể thao liên quan đến chân, ví dụ như chạy bộ, đá bóng hay là cầu lông, bóng chuyền, bóng rổ. Đấy. Đây thì cái bó gối này nó có một cái vòng tròn silicone ở giữa để tì vào bánh chè này. Hùng rất đánh cầu, Hùng rất hay thích bay người, Hùng rất tự tin bay người bởi vì đeo cái bó gối này thì có cái này nó đỡ cho đầu gối mình rồi. Đấy. Tiếp theo là hai đường silicone chạy song song trên, hai đường silicone chạy song song dưới giúp cho chống trượt. Ba đai giúp cố định này. Ba đai. Và thậm chí là hai cái đai trên, hai đai dưới, mỗi đai sẽ có hai miếng băng dính, một miếng đây và một miếng trên đầu này. Đấy, giúp giữ bá dán rất là chắc chắn nhá. Các cái sản phẩm khác trên thị trường, thậm chí những cái sản phẩm mình đã dùng qua trước kia ấy, thì nó hay có một đặc điểm là chạy nhiều khi cuốn vào xong nó bị lại bị tuột, nó kiểu bị lệch đi mọi người ạ. Rất khó chịu, nhưng loại này thì không bao giờ bị như thế. Đấy. Tiếp theo nữa là đây, mỗi bên nó có hai thanh lò xo, tổng cộng 4 thanh lò xo giúp trợ lực này. Đấy, thì khi chúng ta bó vào nó trợ lực cho chúng ta rất nhiều. Nhưng anh em nào đầu gối mà bị yếu hay chân bước về mà không bước lên, mà bước sải rộng chân mà không kiểu không trở về được, không đủ lực trở về, thì đeo bó gối này cũng sẽ rất là chắc chân, giúp chúng ta trở về tốt hơn. Ngoài ra thì có một số người là bị gặp vấn đề chấn thương sau mổ dây chằng, hay là muốn phục hồi, muốn bắt đầu tập cho chân đi lại cũng như di chuyển, thì họ cũng hay mua sản phẩm này của bên Hùng. Bó gối ba đai. Cái này trị giá 150.000. Bình thường thực ra mọi người cứ nghĩ, bình thường mọi người nếu mà mọi người mua được một cái bó gối mà ngon và chất lượng như này, ít nhất là mọi người phải bỏ ra tầm khoảng trên 200.000, 250, 300.000 mới mua được một cái như này. Bên Hùng chỉ bán có 150.000 một chiếc, rất là ngon luôn. Nói chung cái này Hùng bán nhiều năm nay rồi và khách thì cứ mua đi mua lại nhiều lần. Nhưng có những khách họ giới thiệu cho bạn bè họ mua cả câu bộ đến cả mười mấy cái chứ. Đấy. Cái sản phẩm này bên Hùng cứ về liên tục. Đấy. Thì lại hết hàng. Cái bó gối này nó rất là thông dụng cho anh em sử dụng. Đấy thì xem nào. Còn món quà gì phù hợp. Tiếp đi. Còn món quà cuối cùng của ngày hôm nay Hùng muốn giới thiệu đến mọi người là để cho mọi người có thêm lựa chọn. Đây là một chiếc bó cổ chân Outline cao cấp bằng chất liệu carbon, vải kết hợp với carbon, cốt tông kết hợp với carbon. Đây, carbon này.
Cái loại này có ưu điểm là một là bó rất chắc chắn, hai là ít bị dao, ba là độ bền tốt, bốn là nó có độ mỏng, nó mỏng chỉ 1mm thôi nên đeo sẽ không bị cụm chân. Đặc điểm ưu điểm thứ năm của nó là đeo và sẽ cảm giác nó ít có cảm giác bị thít chân và tụ máu gây tê chân khó chịu. Đấy, đây là cũng là loại sản phẩm về bó cổ chân mà Hùng khuyến khích mọi người dùng nhất. Thì sản phẩm này có giá trị là 100.000 trên một chiếc. Đấy, món quà tiếp theo đây, nguyên liệu carbon đây. Đấy, anh em nào muốn tìm hiểu thêm về sản phẩm thì có thể nhắn tin cho Hùng để Hùng gửi video hướng dẫn. Thì các sản phẩm bên Hùng thì đều có video review, video hướng dẫn hết rồi. Đấy, thì đó là các món quà của buổi hôm nay. Thì Hùng xin liệt kê lại các món quà để cho những ai mới vào được biết. Đó là một chiếc thôi, một chiếc bó cổ chân trị giá 100.000, hai đôi tất Liên Ninh trị giá 100.000. Sản phẩm đắt tiền hơn có thể sẽ nhiều anh em sẽ lựa chọn, đó là một chiếc bó gối ba đai cao cấp đến từ thương hiệu Outline trị giá 150.000. Một đôi bó khỉu tay đến từ thương hiệu Outline trị giá 120.000. Hoặc là sản phẩm đắt tiền nhất, à cũng không phải đắt nhất, 180.000 một đôi bó bắp chân cao cấp. Và đắt tiền nhất là 20 chiếc quần cán chống trơn, có hai màu xanh vàng mọi người lựa chọn. Quần cán chống trơn đặc trị môi tay chân tuột vợt. Nói chung loại này hàng độc, chỉ có bên Hùng mới có. Và Hùng nói thẳng với mọi người, Hùng dùng cái này Hùng rất ưng và nó hợp với Hùng, cũng như là rất là nhiều khách hàng đã mua rồi. Và nói chung là họ cứ mua đi mua lại thôi, họ dùng quen rồi mua đi mua lại thôi. Nếu anh em nào mà trơn tuột vợt mà chưa tìm được cái loại nào phù hợp thì có thể thử loại này bên Hùng. Nhìn trông nó hết sức bình dân, trông không được ngon lắm, nhưng thực ra dùng cảm giác nó rất là sướng, bám tay, mút tay dùng rất là thích nha. Nhiều khách hàng, có một số khách hàng kiểu khó tính, kiểu nhìn đến lúc nhận hàng, nhìn kiểu về bề ngoài của sản phẩm mới đầu thì nhiều khi chê, nhưng mà sau đến lúc dùng lại thành ra rất là ưng. Nhưng mà cái quần cán này nó lại có một đặc điểm, nó gọi là một hạn chế của nó một chút là nó sẽ hơi bị ngắn hơn các cái loại quần cán khác, mất khoảng tầm 5 phân mọi người. Nên là 3 đến 5 phân, nên là quấn nó sẽ, nếu mà anh em nào quấn kiểu xít gần nhau thì nó sẽ có thể là bị thiếu ở phần cuối, gọi là nó sẽ không ngập được cán vợt. Nhưng riêng bản thân Hùng quấn thì Hùng quấn luôn đủ, bởi vì Hùng biết cách quấn, Hùng biết san nó ra. Đây ví dụ này, như vợt của Hùng đây, tuy nó mọi người bảo nó ngắn nhưng mà đây mọi người có thể nhìn thấy là Hùng vẫn quấn đủ, hoàn toàn quấn đủ nó. Thì mọi người phải san san ra, mọi người quấn xít nhau thì nó sẽ bị thiếu nhé mọi người. Nói chung là mua về khác biết quấn sao cho đủ hết. Đấy, mới đầu quấn thiếu thì cứ quấn gọi là cách ra một chút. Thực ra nếu mọi người quấn sát quá, nhiều khi cầm nó không bám bằng cái việc mọi người quấn san san thôi. Đấy, thì ông phải nói rõ là cái này nó sẽ ngắn hơn các loại quấn khác một chút, nhưng mà đa phần anh em mua của bên Hùng thì đều thích nghi hết rồi, đều biết hết rồi, mọi người đều quen với việc cái quấn này nó ngắn hơn quấn khác một chút rồi, nên là không vấn đề gì hết. Quấn này dùng Hùng phải nói một cái Hùng phải giải đáp một điều nữa là cái quấn cá này của bên Hùng ấy thì nó không thể nào mà có thể bằng được cái quấn Yonex xịn được, Hùng phải nói thẳng như thế. Nên là đừng có anh em nào hỏi là quấn này có ngon bằng quấn Yonex xịn hay không. Hùng phải khẳng định là trên thị trường này không có bất cứ loại quấn cá nào có thể ngon bằng quấn Yonex xịn. Hùng khẳng định là như thế, thậm chí là quấn Li-Ning cũng không ngon, không cảm giác không bám, không ngon bằng quấn Yonex xịn về độ bám. Đấy. Nhưng mà cái quấn cá này của bên Hùng ấy, nó cũng có những cái tính năng, có nghĩa là nó có thể giải quyết được cái vấn đề về trơn tuột vợt cho mọi người. Đấy. Nó không thể ngon bằng quấn Yonex được, nhưng mà nó có thể so sánh với bất cứ các loại quấn Hùng ấy. Với bản thân Hùng, nó Hùng dùng cái này ưng hơn bất cứ loại quấn cá nào khác ngoài quấn Yonex. Đấy. Và chính bởi vì Hùng rất là ưng nó, có nghĩa là Hùng đã dùng trải nghiệm mà Hùng thấy hài lòng với nó nên là Hùng mới bán.
chứ không phải là bán vì lợi nhuận nữa, mà Hùng phải dùng Hùng ưng Hùng mới bán cho mọi người. Anh em nào mà đã dùng bên cái loại này bên Hùng rồi thì cứ đặt mua đều đều thôi. Bình thường hàng về Hùng cũng có đăng mấy đâu, lúc nào kiểu hàng đợt vừa rồi dịch trước các thứ bây giờ mới bắt đầu kiểu thông thông thì Hùng mới nhập được nhiều, chứ trước cũng chỉ nhập được khoảng hơn 1.000 cái, 2.000 cái thì khách quen các thứ họ lấy cũng gần như là cũng hết rồi, nên là Hùng cũng ít khi đăng, còn dư mà ít thì Hùng đăng bài bán cho thêm những khách mới, chứ còn khách quen thì họ vẫn dùng rất là nhiều rồi. Hùng bán cái sản phẩm này không phải bây giờ mới bán hay là vừa một vài tháng vừa rồi mới bán, mà Hùng đã bán nó 5 năm nay rồi mọi người ạ. 4 năm nay từ 5 năm ấy chứ. Từ 2017 Hùng đã bắt đầu có những sản phẩm này Hùng nhập về Hùng dùng thôi và Hùng tặng cho khách thôi, thì từ 2017 rồi. Đến 2018 Hùng bắt đầu dùng cái cuốn cán này, Hùng bắt đầu bán cuốn cán này rồi. Đấy thì anh em nào, và Hùng dùng nó suốt từ ngày đấy đến bây giờ. Ngày xưa toàn dùng Zonex xịn thôi, nhưng mà bây giờ dùng cuốn này hợp rồi thì tiết kiệm được bao tiền. Đấy thì bây giờ chúng ta sẽ chơi mini game nhá. Mẹ mình gọi là mình gì nhỉ? Mình đam mê cái sản phẩm của mình quá, đúng là nãy giờ giới thiệu hơi nhiều. Bây giờ cho mọi người chơi mini game. Anh em nào chọn được quà cho mình chưa? Thì bây giờ Hùng sẽ lấy ví của tờ tiền thì để chơi mini game thôi. Là ai ok, lấy từ 500.000, Hùng phát hiện lấy từ 500.000 thì thường khó đoán. Ok, trên tay Hùng thì đang cầm từ 500.000. Hùng đang cầm từ 500.000 và mọi người chỉ cần... Ok, anh Hà Vũ, cuốn này bên em rẻ lắm, chia trung bình, nếu mà mua lẻ thì chia cũng chỉ có 10.000 một chiếc thôi. Mua cả hộp thì giá tính ra có 8.000 một chiếc thôi mọi người. Đấy, nhưng mà nói chung là khách hàng lần đầu tiên mua Hùng vẫn khuyến khích là mua lấy số lượng ít trải nghiệm trước. Sau này lấy nhiều sau không vấn đề gì cả. Tại vì không phải nó có thể thích hợp phù hợp với tất cả mọi người đó. Thế nên là bên Hùng ngoài cái loại cuốn đấy ra, bên Hùng còn bán thêm một loại cuốn cán mới cơ. Ngoài cuốn cán đấy ra thì bên Hùng có cả loại mới, nhưng loại mới đang bị hết hàng. Thì loại mới này nếu mà anh em nào không dùng hợp cái loại Hùng vừa giới thiệu thì lại thường dùng hợp loại này. Nói chung một sản phẩm thì không thể hài lòng, không thể hợp với tất cả mọi người, nên Hùng vẫn khuyến khích là mọi người nên mua lần đầu dùng thì nên mua số lượng ít, dùng thử trải nghiệm trước và ưng thì sau này mua nhiều sau. Ngoài cái loại đấy thì bên Hùng có loại mới thì Hùng lại phát hiện ra là anh em không dùng được loại kia chuyển sang loại mới dùng lại rất là hợp, lại rất là khen, nên là Hùng bán song song hai loại nhá. Nhưng còn về bản thân Hùng thì Hùng lại thấy thích dùng loại cũ hơn, tức là loại Hùng vừa giới thiệu hơn. Đấy. Bản thân Hùng thì Hùng lại thích cái loại đấy hơn. Bây giờ chúng ta chơi mini game quà tặng thì Hùng đã giới thiệu đến mọi người rồi. Mọi người thích món quà nào đó thì chỉ cần comment thôi. Và trước tiên thì yêu cầu thứ nhất là mọi người hãy giúp Hùng chia sẻ cái live stream này hai lần nữa. Một lần lên trang cá nhân và một lần lên một nhóm cầu lông nào đó, chợ cầu lông hay là vượt cầu lông hay là chợ đồ cầu lông, hay là nói chung là đại loại là một nhóm về cầu lông. Cũng coi như là mọi người giúp Hùng giới thiệu những cái sản phẩm chất lượng, những cái chương trình khuyến mãi đến những anh em lông thủ khác để mọi người mua được những sản phẩm chất lượng chính hãng với giá rẻ đó. Hùng rất là mong mọi người giúp Hùng cái đấy. Thì Hùng cũng chỉ yêu cầu mọi người có chia sẻ có hai lần thôi, ở chế độ công khai cho mọi người. Yêu cầu đầu tiên để mọi người trúng mini game thì mọi người hãy giúp Hùng là chia sẻ ở chế độ công khai. Chia sẻ ở chế độ công khai hai lần, một lần lên trang cá nhân, một lần lên một nhóm cầu lông nào đó ở chế độ công khai nhá, không yêu cầu nhiều. Và công việc thứ hai là mọi người hãy comment. Mọi người phải hoàn thành điều thứ nhất là chia sẻ ít nhất hai lần nhá. Nếu ai nhiệt tình thì rất mong mọi người có thể chia sẻ thêm cho Hùng, nhưng Hùng không muốn gây khó chịu, không muốn ép buộc mọi người phải chia sẻ nhiều. Đấy, tùy tâm mọi người thôi. Chia sẻ cho Hùng hai lần, còn nếu ai được thì hãy giúp Hùng chia sẻ thêm cái live stream này đến những người khác, những lông thủ khác để họ mua được những sản phẩm chất lượng với giá rẻ. Đấy, thì không phải mua hàng nhái, hàng giả ở ngoài kia xong rồi lại cuối cùng lại thành ra tội. Đấy, thì đây trên tay Hùng là tờ 500.000. Mọi người chỉ cần comment cái món quà mọi người muốn nhận được kèm một số có hai chữ số. Ai là người comment đúng đầu tiên thì sẽ
giành chiến thắng trong mini game này và nhận được quà tặng. Đấy, và bây giờ chính thức bắt đầu nhá. Chính thức bắt đầu nhá. Mỗi người Hùng sẽ cho mọi người được comment 2 con số, không phải 1 con số mà là 2 con số nhá. Mỗi người được comment 2 con số, mọi người bắt đầu nào. Mọi người có thể comment là cuốn cán trống trơn kèm con số có 2 chữ số, ở đằng sau cách kèm con số có 2 chữ số, hoặc là bó khỉu tay kèm con số 2 có 2 chữ số, hay là bó gối 3 đai kèm 2 chữ số, 2 số trùng với tờ tiền này. Đấy, ai comment đúng đầu tiên thì Hùng sẽ gọi tên và Hùng sẽ công bố người chiến thắng nhá. Ok, xin chào thằng em Dương Bình Quân nhé, vào chơi mini game nhận quà nào em. Người comment con số có 2 chữ số nào. Đấy, hoặc là bó bắp chân cao cấp cách ra, hoặc là bó cổ chân, hay là bó khỉu tay, hay là tất ly ninh kèm con số có 2 chữ số nhé mọi người. Mọi người comment đi nào. Anh đang dùng vượt ly ninh em ơi. Thôi anh em đang hỏi thì Hùng xin giới thiệu luôn. Đây, hai con vượt Hùng sử dụng. Con thứ nhất là vượt 6000 control. Cây vượt 79 cộng trừ 3 gam. Đây là cây vượt có thể nói là đánh khá là toàn diện, thiên hướng về điều cầu. Đấy, thiên hướng về điều cầu rất là chính xác. Phòng thủ cũng thấy rất là ok, đập gõ cái thứ cũng rất là tốt. Đấy, thì đây là cây vợt về kiểu về hơi về chuyên đánh đôi, Hùng hay dùng để đánh đôi. Đấy. Còn đây là cây Aeronaut 4000C Combat. Cây này thì là một cây vợt 3U 87 cộng trừ 2 gam. Chuyên công, nặng đầu, điểm cân bằng tận 310 hay là 314, cái 310. Đấy, nặng đầu, đũa dài, đầu nặng, chuyên vào tấn công. Hùng hay dùng cây này để đánh đơn hoặc là đánh đôi khi nào mà Hùng khỏe. Cây này thì công rất là sướng, đánh đôi hoặc đánh đơn đều ok. Nhưng mà về quả thủ trong đôi thì nó sẽ hơi bị đuối một chút, nên là Hùng hay thường dùng nó để đánh đơn cho mọi người. Mọi người không chơi mini game à? Chả thấy ai comment nhỉ? Hay là nó bị ẩn? Hello mọi người có chơi mini game không ạ? Mọi người chơi thì mọi người hãy comment, mọi người được phép comment 2 lần. Comment tên món quà mọi người muốn nhận được kèm một con số có 2 chữ số. Sao nãy giờ không thấy ai comment thế nhỉ? Mọi người đang xem Hùng giới thiệu vợt mải mê quá, quên chơi mini game à? Ok, hãy cho Hùng xem những comment đầu tiên nào. Anh em không lấy quà là hôm nay Hùng lại chả mất gì nhá. Hôm nay định tặng quà cho anh em mà anh em không chơi là Hùng lại giữ được quà rồi. Hay là nó bị lỗi gì mà không hiện comment của mọi người nhỉ? Đấy thì anh em nào có trình độ khá thì nên chơi cây này. Nếu thích tấn công và trình độ khá thì nên chơi cây này. Cây này đánh công rất là sướng, đánh rất là có lực, phong đập rất là thích. Cây này Hùng chuyên dùng để đánh đơn. Đánh đôi thì thỉnh thoảng, ngày trước thì Hùng cũng vẫn dùng nó để đánh đôi, nhưng mà từ khi Hùng sắm cây control này thì cây này nó nhẹ nhàng hơn, đánh đôi nó linh hoạt và nhẹ nhàng hơn. Giống như control con này bên Hùng thì đợt vừa rồi cũng chắc hẳn anh em theo dõi kênh của Hùng thì cũng biết là Hùng bán cây này tháng vừa qua bán rất là nhiều. Hiện tại đang hết hàng, đang cháy hàng anh em ạ. Cây 4000C này thì phải nói là cháy hàng rất là lâu rồi. Và vừa mới có lại. Nên anh em nào thích cây 4000C này, anh em nào trình độ khá, thích tấn công. Cây này cũng chỉ dưới 2 triệu thôi hả? Cả hai cây đều dưới 2 triệu. Thích tấn công, thích vượt nặng đầu, tấn công, phong đập. Đấy. Rồi kiểu thích đánh đơn thì cũng chọn cây này rất là hợp lý. Cái này Hùng đánh cũng rất là thích nha. 6000 con chuôn nhỉ, nhẹ nhàng. Ok, người trước anh chia sẻ với em là bị đau tay, có khi chuyển qua 6000 con chuôn nhỉ, nhẹ nhàng. Vâng anh ơi, 6000 con chuôn nhẹ nhàng, dễ chơi. Nhưng mà lại đang bị hết hàng mất rồi anh ạ. Em vừa rồi em nhập là nhập 15 cây.
mà bán hết sạch rồi, bây giờ muốn nhập thêm không còn nữa, bên hãng họ lại cháy hàng mất rồi. Mình nhập hơi ít, nhập có 15 cây, hết bỗ rồi. Mọi người thấy Hùng ít, đang ít bán ấy, nhưng Hùng toàn bán cho khách quen anh em ạ. Đợt này cũng không ham khách mới. Khách mới giờ nhiều thằng mất dạy lắm. Toàn bom hàng linh tinh. Nhiều khi mình chả hiểu sao nó bom hàng của mình. Dạo này kiểu bắt đầu có mấy trang thương mại điện tử bắt đầu mua sắm các thứ, người ta mua sắm người ta thiếu cái ý thức trách nhiệm đi. Hùng thấy Shopee, Shopee là bên Hùng thì bị hoàn ít, nhưng mà nhiều các shop khác, nhiều bên khác bị hoàn hàng rất là nhiều. Bị hoàn hàng toàn kiểu người ta kiểu người ta có quyền. Nhiều khi người ta đặt người ta chả mở hàng ra xem đâu. Hàng đến người ta còn chả thèm nhận luôn. Hoặc người ta nói thẳng thừng hết tiền rồi, nhiều trường hợp như thế đó. Nói chung là do bán hàng nhiều khi ức chế, thỉnh thoảng gặp mấy trường hợp kiểu như thế rất là bùng mình. Xong rồi có đôi giày keo, không phải nói là nó đã đẹp ơi là đẹp rồi, nó chỉ có thừa chút keo ra thôi, nó thừa chút keo, nó thừa ra lên trên một chút thôi. Nó chỉ gọi là hơi màng màng một chút mà khách lại kêu giày bong keo thì mình chịu luôn. Thừa keo như thế nhiều khi nó còn bền hơn cả những cái đôi keo bình thường. Khách, nhiều khách khó tính, kiểu nó không muốn mua, nó bùng hàng mình, nhiều khi rất là bực mình. Nên là Hùng giờ Hùng cũng chả ham khách mới, khách cũ Hùng rất là nhiều, xưa nay rất là nhiều. Anh em có những khách hàng mua hàng liên tục ủng hộ mình, không ham hố mấy khách hàng mới. Nên là có ai biết thì mua thôi. Nói thật mình chỉ muốn bán hàng những người biết về mình, còn những người lạ lạ đâu đâu. Kiểu Shopee bây giờ nó cứ kiểu quen kiểu bùng hàng, thành ra người ta quen với việc thiếu trách nhiệm. Vì điện ship hàng thì cứ alo gọi điện nó tắt máy, hoặc nó chặn số, hoặc là nó kêu, nó nói thẳng luôn. Nó không có tiền, nó hết tiền. Kiểu thế, người ta có nghĩa là nó cứ đặt bữa bạ đại đi mà. Nhiều người đặt hàng thiếu trách nhiệm lắm. Có mọi người không chơi mini game thật à? Chả có ai comment chơi luôn á. Hùng chưa thấy một comment nào luôn ấy. Thôi hôm nay mọi người không chơi mini game thì để Hùng phần quà để hôm sau vậy. Ảo thế nhờ. Anh em thương Hùng không muốn lấy quà từ Hùng à? Chắc mọi người thương Hùng sợ chơi mini game lấy hết quà của Hùng rồi. Thôi cứ coi như là như thế đi. À đây rồi, bây giờ mới thấy anh Long Ca comment này. Có mỗi anh Long Ca chơi mini game với em đấy à? Ôi mọi người không chơi rồi, xem có ai chơi nào. Có ai comment khách cũ nè. Ok, hello anh Bùi Anh Vũ nha. Ok, phổ biến lại mini game cho anh em nha. Bước thứ nhất là chia sẻ live stream này hai lần thôi, một lần lên trang cá nhân và một lần lên hội nhóm cầu lông nào đấy. Ví dụ như chợ cầu lông hay là chợ đồ cầu lông hay là vượt cầu lông hay gì đấy. Đấy, đại loại là hai lần thôi. Còn nếu anh em nào nhiệt tình, yêu quý Hùng thì có thể giúp Hùng chia sẻ thêm. Và bước thứ hai là mọi người chỉ cần comment món quà mọi người muốn nhận được và cách ra viết một con số may mắn có hai chữ số. Nếu mà nó trùng với tờ tiền Hùng đang cầm trên tay này thì mọi người sẽ trúng quà thôi. Thế thôi ạ. Rất đơn giản. Đấy, còn nếu mà mọi người không muốn chơi thì cũng không sao. Hùng lại không mất quà. Hello anh Khuê Nguyễn, AITR013. Size 43 đôi đấy của bên em nó hết một thời gian rồi, bên hãng thì được tới có chắc tầm khoảng vài hôm nữa.
vài hôm nữa, đến khoảng tuần nữa thì sẽ có đuôi đấy về thêm anh ạ. Anh Khôi Nguyễn nhá. AITR013 màu trắng đúng không anh? Màu trắng pha chút màu chuối đúng không ạ? Đôi này đúng không? Giờ em còn mỗi size 395 thôi anh ạ. 013 đúng không anh? Mẫu giày cầy sân bê tông màu trắng, nói chung là nhiều khi Hùng cũng không thích nhập màu trắng lắm. Có đôi này kiểu cũng đẹp đẹp cái thứ thì Hùng nhập thôi chứ màu trắng nó kiểu nó hơi bẩn ấy, nên là nhiều khi mình cũng không thích nhập lắm. Anh em thích thì cứ ấy, đôi này còn mỗi 395 nữa. Ôi giời ơi, không có ai chơi luôn. Ok, em cảm ơn anh người đẹp phố mới nhá. Công nhận là lâu lắm rồi em không live stream luôn ấy mọi người ạ. Thì bắt đầu từ hôm nay live stream lại nhá. Đợt vừa rồi lâu không live stream ngại quá. Cuốn cá 52, 18. Đây, mọi người không comment kiểu liền liền thế nhá. Comment thành 2 comment đi ạ. Một gối 3 đai 26. Mọi người vẫn chưa đúng nhá. Mọi người được comment 2 lần. Số 22 vượt đi anh ơi. Thôi chịu, vượt thì chịu, tặng xong vượt nữa vẫn tuyên bố phá sản luôn. Đâu này đang nghèo quá mọi người ạ. Đang nghèo quá. Đây, tài sản chủ yếu là có mấy cây vượt này thôi mà. Anh em chơi mini game xin luôn vượt của Hùng thì chết. Không có vượt mà đánh nữa. Ok, cho mọi người xem là comment đến 10 lần rồi bác. Không đọc được ạ. Sao em không đọc được nhỉ anh Minh Đức nhỉ? Cuốn cán 18 chưa đúng anh ơi. Thôi mỗi anh em chỉ được comment 2 lần nữa nha. Comment 10 lần chỉ tính 2 lần đầu thế đấy. Ok, nhìn thấy anh Minh Đức đây rồi. Anh Minh Đức comment 8968 số đẹp anh. Nhưng mà không trúng rồi. Số Phúc Lộc Thọ à? Xem nào, còn ai comment không? Ít người chơi quá, khó trúng phết đấy. Khả năng hôm nay không tặng quà được cho ai rồi. Hello mọi người, ai comment đủ 2 lần rồi thì Hùng cho comment thêm 1 lần đấy nhá. Cho mọi người comment 3 lần luôn nhá. Lần này không trúng nữa thì thôi thì đi ngủ muộn rồi. Coi như hôm nay mình không được tặng quà cho mọi người và giữ lại được quà thì hôm khác. Tại ít người chơi chứ nhiều người chơi là trúng ngay. Nhiều người chơi là trúng ngay. Ít người chơi quá, các mình không chuẩn. Mấy giờ rồi ta để Hùng xem nhá. 10:43 rồi, cho mọi người chơi đến 45 thôi. Vẫn chưa đúng nha mọi người. Cho mọi người chơi đến 45. Mọi người được comment 3 lần nhá. Ai comment 3 lần xong rồi mà chưa trúng thì có nghĩa là hôm nay chưa may mắn. Mà may mắn thuộc về Hùng. 6776 chưa đúng ạ. Bộ gối 82 vẫn chưa đúng chị Vũ Khánh Vân ơi. Vẫn chưa có ai trúng này mọi người. Ngó lại từ tiền phát. Mười bốn hai tám vẫn chưa đúng nha mọi người.
73 chưa đúng ạ. Mọi người hết giờ mất rồi. Hết giờ mất rồi. Vẫn chưa có ai trúng này. Thôi bây giờ cho mọi người chơi tiếp nhưng mà với một điều kiện là ok, anh Tú Nguyễn, cuốn cán Gwangju là cuốn cán loại mới của bên em. Đợt này đang bị hết anh Tú ơi. Đợt này đang bị hết, đang nhập thêm 2.400 chiếc đây. Nhưng mà hàng chưa về anh ạ. Cuốn cán 70 vẫn chưa đúng. Hôm nay không có người may mắn là khi nào có hàng báo anh. Ok anh Tú ơi, hôm nào có em báo anh nhá. Hôm nào có em nhắn cho. Cuốn cán Gwangju là cuốn cán loại mới vừa rồi đấy. Mà ông giới thiệu đấy. Thì có người dùng hợp loại này, có người dùng hợp loại kia. Ok bây giờ Hùng cho mọi người chơi một thêm một lần nữa nhá. Mỗi người được comment 2 lần nữa nhưng mà mọi người phải chia sẻ giúp Hùng thêm một lần nữa lên một trang cầu lông nào đó nhá. Và ai đã chia sẻ xong thì comment đã chia sẻ và Hùng sẽ cho chơi tiếp nhá. Mọi người giúp Hùng chia sẻ một lần nữa lên một nhóm cầu lông nào đó. Đấy. Nhưng mà đừng có chia sẻ vào nhóm mà người ta không cho chia sẻ nhá. Đấy, mọi người chia sẻ một nhóm xong rồi mọi người comment là đã chia sẻ và ít phút nữa thì Hùng sẽ lại cho mọi người chơi tiếp. Cho mọi người chơi thêm một lần nữa xem là có trúng được không. Nếu mà cứ có khoảng 50-100 người mà comment thì auto là trúng. Hùng đã công bố phần thưởng lâu rồi nhưng mà hôm nay ít người chơi quá. Mọi người nếu mà muốn chơi tiếp thì comment là đã chia sẻ. Comment là đã chia sẻ và comment là đã chia sẻ để Hùng... để Hùng cho mọi người chơi thêm, comment thêm 2 lần nữa. Hôm nay lấu mồi không live stream, hôm nay muốn tặng quà mọi người lắm, không muốn giữ lại quà đâu mà. Nhưng mà mọi người lại chưa đủ may mắn. Hoặc cũng có thể nói là mọi người nhiều người không thiết tha lắm hay sao. Không thiết tha lắm. Nói chung vào chơi này quan trọng là chúng ta tương tác với nhau, vui nói chuyện với nhau một chút. Lâu thì Hùng cũng không live stream và tương tác qua lại nói chuyện với mọi người. Thì chơi một tí cho vui, biết đâu may mắn thì mình trúng thì mình cũng không đè nặng vấn đề quà tặng cho lắm. Nó cũng chả khác gì, mình tỷ lệ thắng nó cũng cao hơn đánh đề. Vì mọi người được comment nhiều lần mà. Nhưng mà sao cũng phải may mắn thì mới trúng được. Ôi chả có ai comment là đã chia sẻ nhờ, mọi người không chơi nữa à? Có ai muốn chơi đúng không ạ? Thôi mọi người không muốn chơi nữa thì chúng ta không chơi nữa vậy. Ok, vẫn có anh em đang comment đã chia sẻ rồi. Mọi người comment con số đi. Cho mọi người mỗi người comment 2 con số nhá. Còn nếu mà comment quá thì không được tính nha, Hùng sẽ đếm đấy. Và mọi người sẽ phải comment là đã chia sẻ để của Hùng còn biết là cái comment đấy là sau khi mọi người đã chia sẻ hay là trước khi mọi người đã chia sẻ thì Hùng còn biết là nó được công nhận là đúng luật hay không. Đấy. Bây giờ Hùng vẫn chưa thấy ai trúng này. Ok, rất nhiều anh em thích quần cán bên Hùng. Comment quần cán.
Anh Long ca em thấy comment hơi nhiều ấy nhá. Em nói vui vậy thôi, mọi người cứ comment đi, cứ đúng số lần của mình là được. Thôi không có ai trúng rồi. Buồn quá nhỉ. Chả có thấy ai comment hết rồi. Ok, Hùng cảm ơn mọi người đã gọi là dành thời gian mà xem cái livestream này và tương tác với Hùng. Như thế đã là rất vui rồi. Hùng rất là cảm ơn mọi người và biết ơn mọi người vì điều đấy. Và sau đây thì hiện tại thì vẫn chưa thấy ai trúng, thì cũng không thấy ai comment thêm. Thì bây giờ Hùng xin phép là công bố con số của ngày hôm nay là con số bao nhiêu. Rất tiếc là chưa có ai trúng. Khó như đánh đề được comment tận 5 lần anh ơi. Những ai chơi từ đầu là được comment. Ok, không trúng thứ ba đến mua. Ok anh. Đấy thì bây giờ ông xin công bố con số đấy, mọi người không comment đấy nhá. Khóa nhá, chính thức khóa mini game từ bây giờ. Giờ đếm khó cái này, không đánh đề là 1 ăn 70 đúng không? Từ 0 đến 99. Và lần này mọi người được comment tận 5 lần lận. Mà mọi người cũng nói chung là cũng phải may mắn thì mới đoán trúng được. Ok, Hùng xin công bố kết quả con số ngày hôm nay. Con số của ngày hôm nay là con số rất là tròn trĩnh. Con số 10. Con số 10 nha mọi người. Con số 10 rất là tròn trĩnh. Rất là tiếc là chưa có anh em nào trúng được. Số 10. Đây nha mọi người. Đấy. Con số 10. Rồi Hùng cảm ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ cái livestream này của Hùng và dành thời gian để trò chuyện cũng như là tương tác với Hùng. Và nếu mà mọi người có nhu cầu mua đồ cầu lông, giày cầu lông này, vợt cầu lông ở bên Hùng thì chuyên về vợt cầu lông và giày cầu lông Li-Ning. Ngoài ra thì thời gian tới Hùng cũng đang làm thêm các cái dòng phân khúc vợt giá rẻ tầm khoảng 500-600k cho những người mới chơi, những cái mẫu vợt nói chung là rất là chất lượng trong cái tầm giá đấy, để cho các bạn mới chơi có thể mua những cây vợt chính hãng, chất lượng với mức giá rẻ đấy, không phải mua những cái vợt fake hay những cái vợt nó kém chất lượng ở trên thị trường, rồi dẫn đến lãng phí tiền, cũng như là có thể nhiều khi đánh vợt fake nó cũng có thể nó nặng, hay là nó nói chung nó sẽ có những tác động xấu đến chúng ta. Thì đấy, anh em nào muốn mua vợt tầm giá người mới chơi thì có thể liên hệ Hùng mua những cái vợt tầm giá 500-600 đến tầm giá khoảng 1 triệu là cũng có những cái vợt chơi tương đối ok rồi. Những người chơi khá chơi tốt thì Hùng cũng hoàn toàn có những cây vợt cao cấp hơn, đắt tiền hơn cho mọi người. Hùng chuyên về dòng Li-Ning như mọi người đấy. Tầm vợt 500-600 thì dĩ nhiên không thể là của Li-Ning được rồi, của thương hiệu khác, nhưng mà nó cũng rất là chất lượng và cũng đã rất là test cẩn thận. Ngoài ra thì có những phụ kiện như là cuốn cán vợt, hay là tất cầu lông, hay là móc khóa cầu lông, hoặc là các cái thiết bị bảo vệ như là bó khỉu tay như quà tặng vừa rồi, hay là bó cổ tay cho những anh em chấn thương đau cổ tay, đau khỉu này, hay là bó lưng cho những anh em nó bị đau lưng, hay là bó đầu gối, bó cổ chân đấy, chuyên những thiết bị bảo vệ khỏi chấn thương khi chúng ta chơi thể thao ấy. Đấy thì Hùng giới thiệu một chút để mọi người biết là Hùng có bán, để nếu mà có nhu cầu thì có thể nhắn tin cho Hùng, đặt mua bên Hùng thì nó sẽ có mức giá tốt và hàng nó đã được gọi là kiểm định do chính support Hùng sử dụng kiểm định ưng và mới bán. Nhiều khi là mọi người cũng muốn ủng hộ Hùng, nhiều khi là mọi người cũng biết là Hùng bên Hùng bán hàng chất lượng, bên Hùng bán rẻ, nhưng mà nhiều khi mọi người lại không biết Hùng có bán những cái đấy, nên là Hùng phải giới thiệu rõ để mọi người biết. Nhiều khi mọi người không mua hàng của bên Hùng không phải mọi người không thích bên Hùng, không phải mọi người
muốn mua chỗ khác mà là bởi vì mọi người không biết Hùng có bán, nhưng mà giới thiệu kỹ một chút. Thế nhưng mọi người giờ cũng muộn muộn rồi, Hùng chúc tất cả mọi người có một giấc ngủ ngon và vẫn câu đời. Nếu anh em nào cần mua đồ cầu lông thì hãy ủng hộ Hùng, và nếu có bạn bè nào cần chưa biết mua ở đâu thì hãy giúp Hùng giới thiệu nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn anh em nào mà muốn mua giày, kết một trong những đôi giày mà Hùng đã giới thiệu trong livestream này thì mọi người hãy nhắn tin cho Hùng ngay, bởi vì là hàng về số lượng tương đối là ít, cũng như là mức giá ưu đãi rất là tốt rồi, nên là hàng cũng sẽ nhanh chóng hết thôi. Anh em nào kết đôi nào thì phải nhắn tin cho Hùng ngay, nhắn tin cho Hùng ngay, vì mỗi đôi nó, các cái mẫu mà Hùng vừa giới thiệu mọi người ấy, chỉ còn rất là ít thôi, mỗi size cũng chỉ còn 1, 2, cùng lắm là đến 3 đôi thôi. Đấy. Thôi không lan man nữa, hẹn gặp mọi người tại những livestream tiếp theo nhá. Hôm nào ra sân có lẽ Hùng cũng chỉ livestream đánh cầu thứ xong nói chuyện mọi người cho vui thôi. Hôm nay giới thiệu sản phẩm hơi nhiều cũng mất thời gian của mọi người, rất là mong mọi người thông cảm ạ.